xin chào các bạn mình là giang y và các bạn đang nghe podcast dân trong ngành với series dân văn phòng xin mời hai khách mời uh, giới thiệu lại bản thân bằng cách là trong câu giới thiệu của mọi người có một từ bạn và không được có từ mình <laughs> xin mời xuân tâm em đừng có chít anh gia đình nữa <laughs> à, xin chào các bạn các bạn đang nghe dân trong ngành wow well, xé nhép xin chào các bạn <laughs> các bạn đang nghe xuân tâm nói chuyện với các bạn từ dân trong ngành ok mời anh chê đình xin chào các bạn các bạn đang nghe giọng nói của chê đình phát thanh từ dân trong ngành trong series dân văn phòng À, chúng ta đã nói về đồng nghiệp rồi nè, lương bổng rồi, sự học rồi, thì tập bốn sẽ nhẹ nhàng hơn một chút xíu với một chủ đề nghe rất là thân thiện luôn, làm bạn với văn phòng. À, mỗi chúng ta phải dành ra một phần ba thời gian trong ngày để đi đến công ty và ngồi ở văn phòng làm việc đúng không? thì nếu như mình có thể xem văn phòng là một người bạn á, là một phần ý nghĩa của cuộc sống của mình á, thì mình nghĩ là đi làm nó sẽ vui hơn nè, khỏe hơn nè và bớt áp lực hơn rất là nhiều luôn. vậy thì làm bạn với văn phòng ở đây á, có nghĩa là như thế nào thì tụi mình đi vô tập nha đây là đài tiếng nói người dân, mỗi dân một ngành, phát thanh từ nơi cách nhà hát con sò 15 cây số. Xin mời các bạn nghe để biết mình dân ngành nào. Ok. À, câu hỏi đầu tiên cho cái tập này á, thì uh, mình muốn hỏi cách mời là thường là mọi người sẽ làm gì để cho cái cuộc sống văn phòng của mọi người thú vị hơn? Anh Trang ơi. Em mời ba cái gọi cuốn đó trước <cười> <cười> Ủa anh tưởng dạ. là Anh thấy miệng Thì em mất máy rồi Em mấp máy để mời anh, anh nói trước <laughs> ừ. Ừ, Anh nghĩ là cái cuộc sống văn phòng nó chỉ thú vị Khi mà em có những người đồng nghiệp thú vị thôi Ừ Đó là cái đầu tiên Còn cái thứ hai là những cái kiểu um, Phúc lợi của công ty ừ. á tức là ví dụ như công ty nào mà có buổi cho buổi trưa ăn hoặc là uh, cuối tuần cho uống bia kiểu kiểu vậy hoặc là lâu lâu có bánh trái gì đó ừ tức là có tiệc tùng này nọ các thứ ừ thì nó sẽ làm cho cái cuộc sống văn phòng nó kiểu sôi động hơn một chút ừ em thì uh... còn em thì sao ồ em, em đi làm ở bệnh viện, thì, viện thì sao? Uh, cái mà em thấy thích nhất là làm ở bệnh viện là sẽ không bao giờ sợ bị bệnh ông không phải ý em nói là bị bệnh không có không có cảm thấy lo sợ tại vì là uh, mọi người phải sắp xếp thời gian đi xuống bệnh viện đi đi bệnh viện để được thăm khám này kia còn tụi em bị bệnh thì sẵn đó luôn có người chăm sóc cho take khe cho cái cái kiểu uh, có biểu hiểm của công ty của 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 bệnh viện rất là sung sướng cái thứ hai nữa là cũng như bao văn phòng khác ở Việt Nam thì mọi người hay buổi chiều hay trà sữa với ăn vặt chung với nhau. Đương nhiên là nó kèm theo cái sự mập lên một chút nhưng mà ý em là bonding nhỏ nhỏ kiểu đó cũng hay. À, ngoài ra thì cái thời gian mà em thích nhất là cái thời gian ngủ trưa. Mọi người thì hay ăn trưa với nhau nhưng mà cái thời gian em thích nhất là thời gian ngủ trưa tại vì em có hai bạn đồng nghiệp rất là thân và buổi trưa thì thường tụi em sẽ vào trong phòng họp để ngủ một chút xíu. Thì sẽ có những cái câu chuyện uh, giống như stress quá rồi thì đến cái thời điểm ngủ trưa đó thì mình được xõa một chút mình sẽ cảm thấy đỡ áp lực đỡ căng thẳng hơn uh, để mình bắt đầu cái phần còn lại của ngày nó, nó 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 đỡ mệt mỏi hơn thì đó là một số những cái cách mà em hay dùng để giảm stress trong văn phòng Ủa à, mà ngủ trưa thì sẽ được nghỉ nghỉ, trưa bao lâu? Tức công ty của em á nghỉ trưa được bao lâu mà để em có à, thời gian để tí, ngủ, ngủ trưa tiếng à, được nghỉ trưa một tiếng. Dạ. À, dạ. Ok. Thường có thấy ở nước ngoài người ta không có kiểu khái niệm ngủ trưa luôn á khi mà mình <laughs> nói về ngủ trưa thật ra nó, ra nó là nap nói, thôi nhưng mà thì người mày đi ngủ người, thì có khi mà người, ta nghe mình nói đó. sleep đó, thì người ta thấy nó thì người ta thấy nó bự đó. nhưng mà nếu mình kêu là mình take a nap thôi thì 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 nó sẽ đơn giản tại em thấy cũng có một số bạn bè của em họ cũng muốn nap một chút xíu tầm 10 phút nhưng mà 10 phút em vừa mới phun at sleep à chưa kịp gì hết á ít nhất cũng phải nửa tiếng cho nên là thường buổi trưa em sẽ skip luôn không có snap ơ à, lộn không có take a nap snap là gì ừ <laughs> <laughs> yeah. <laughs> thì cái slap là gì Khi mà quay lại để nói là đồng nghiệp đó là một cái yếu tố mà kiểu then chốt để làm cho cuộc sống của mình ở trong văn phòng nó vui hơn á thì kiểu như mọi người có những cái câu chuyện nào vui vui mà đáng nhớ về cái em, mối quan hệ phong. đồng nghiệp với mình <laughs> em xung phong nào để chia sẻ với mọi người không? nó, nó hơi uh, khác với tập một cái này chút xíu thì, này mọi người ờ uh, nó nó em biết Và là nó khác với tập 1 nhưng mà ở tập 1 em chưa chia sẻ nên là bây giờ em sẽ nói đó là uh, ở tập 1 khi mà mọi người nghe lại thì mọi người sẽ thấy là cái mối quan hệ của em với phần chung đồng nghiệp ở ở văn phòng của em thì nó không quá thân thiết nó chỉ giữ ở mức độ chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp thôi nhưng mà có trường hợp đặc biệt đó là tụi em sẽ hay đi ăn xiên bẩn sau sau giờ làm <laughs> ăn xiên que sau giờ làm à, tại vì công cái công việc của tụi em á thì khi mà vô trong bệnh viện nó rất là bận luôn rất là khó để để nói chuyện tám đồ này kia, tại vì cái guồng nó rất là nhanh thì sau sau khi mà tan làm thì tụi em hay đi ăn xuyên bẩn tại vì cũng chặt chạc, chạc tuổi nhau ấy thì um, những cái câu chuyện mà mình bất xúc ở ở ở ở công ở công ty á em 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 hay em hay có một cái suy nghĩ là khi mà chúng ta có một cái mối quan tâm chung với nhau á thì chúng ta dễ dàng thành bạn hơn Uh, hoặc là cùng thích cái gì đó hoặc là cùng ghét cái gì đó <laughs> thì ở môi... <laughs> ở môi trường văn phòng cũng sẽ có những cái thứ thứ mà uh, cùng làm ghét cùng mình làm cho mình rất thích cùng nhau và làm cho mình rất ghét cùng nhau uh, và ngoài ra thì thật ra em cũng không chủ trương là, là khỏi ra khỏi công ty rồi mà còn bàn chuyện công việc nhưng mà chính những cái lúc mà đi ăn siêng bẩn đó thì có một số thứ nó được giải quyết và em cảm thấy là khi mà mình trở lại công việc á ví dụ có một cái gì đó mà mình đang cái ví dụ cái người này đang làm cho mình cảm thấy rất khó chịu nhưng mà sau những cái giờ hang ao sau sau giờ làm á một phần nó được giải quyết và khi mà ngày hôm sau mình quay vô trở lại thì cái năng lượng của mình nó được push và khi mình gặp cái người đó thì à mình không còn ghét người ta nữa thì thì mình cảm thấy là mối quan hệ tốt đẹp trở lại giống như kiểu dọn nhau làm hòa vậy đó thì thì nên nên có chỗ để mình giải tỏa ra thì mình mới cảm thấy yêu thương cái văn phòng hơn chứ nếu mà mình cứ ôm cái bức xúc hoài thì mình sẽ thấy nó đáng ghét vô cùng luôn Ừ. tại vì thật ra những cái bức xúc của mình đó mà mình kể đúng với rồi. một cái người khác ví dụ thì như đúng. là em bức xúc sẽ em kể cho chị với anh trai nhìn nghe thì mình cũng ậm ờ thôi chứ thật sự mình không có thật sự là hiểu hết cái cốt lõi của cái vấn đề đúng không <laughs> nhưng mà khi em complain lên em có một đứa bạn cùng là cái chỗ ngay... em em sẽ thấy nó phê kể complain về chị công ty vậy. của nó cho em nghe tại vì chỉ có hai đứa thân nhau ở Sài Gòn mà ở gần nhau thì sẽ hay gặp nhau á thì qua một qua một năm Hai năm nó kể chuyện công ty của nó cho em nghe thì em biết hết bộ máy hệ thống của công ty nó luôn. Thành ra là khi mà nó nói người này người kia thay vì ví dụ chị em với anh Tray Đình Trời làm việc chung một công ty đi và em kể cho chị nghe thì em nói là anh Tray Đình đó là làm cái nhiệm vụ này, cái chức vụ này và mối quan hệ của em với anh Tray Đình như thế nào để dẫn tới cái công việc đó đúng không? Còn bạn em á khi nó kể nó không còn giải thích như vậy nữa. Nó chỉ còn nói tên là em biết người đó làm cái gì luôn rồi. <laughs> hay lắm không? Đúng rồi. Rất 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 là hay. Trời thì... Có bức xúc gì là kể liền. Ngày hôm sau đi làm còn nhìn mặt nhau được. Ấy. Còn công ty của anh á. Thì mỗi tuần anh chỉ lên công ty có một ngày thôi. Hoặc là không lên. Uhm. Nên những cái ngày mà lên công ty là những ngày mà anh thấy rất là vui. Tại vì hiểu như là lâu lắm rồi đồng nghiệp không gặp nhau á xong rồi thế là hôm nào lên là sẽ hẹn rủ nhau lên mấy giờ rồi buổi trưa này đi ăn gì xong rồi ví dụ như ngồi gần gần nhau quay qua quay lại để hỏi chuyện này nọ thì sẽ thấy mọi thứ nó nó gần gũi hơn là so với cái việc là mình ngồi ở nhà xong rồi mình cái gì cũng chat hoặc là video call ừ tại vì có những cái mà ở nhà mình không có nói được ví dụ như là nói xấu khách hàng ví dụ vậy tức là nhiều khi bức xúc quá cái xong rồi mình disc khách hàng chút chút thì nó ngồi kế bên nó nghe thấy nó quay qua nó ok tao cũng nghĩ vậy đó tao cũng thấy vậy trời ơi các kiểu thì sẽ thấy nó cuộc sống nó thi vị hơn rất là nhiều so với cái việc là mình ôm cái nỗi bực một mình khi mà mình làm việc ở nhà ừ uhm. nó thi vị khi mà cùng nhau nói xấu một người khác hơn ừ uhm. uhm, không hẳn gọi là nói xấu thì cũng hơi quá đáng quá ừ chỉ là nói lên cái sự không yêu thích của mình thôi đó hoặc là không okay. hài lòng ở một số điểm nào đó uhm. Uh, với ừ. lại công ty anh thì anh 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 khá là thích cái cái văn hóa của nó tức là um, cứ mỗi 3 tháng là nó sẽ có những cái hoạt động ví dụ như là cho đi, cho nhân viên đi chơi bowling cho đi chơi bắn súng sơn hoặc là bắn súng laser ừ. uh, rồi um, rồi cứ mỗi 3 tháng thì tổng kết là mình là là họ sẽ làm party tức là làm party khá là lớn rồi dẫn nhân viên nọ ra ngoài ăn tức là tổ chức những cái, những cái hoạt động cho cho nhân viên khá là đều đặn rồi um, cho học thiền kiểu kiểu vậy. thì sau những oh, cái hoạt wow. động đó thì tụi anh cảm giác là gần gũi hơn với nhau rất là nhiều uh, kiểu như là hay. khi chơi cùng nhau rồi ở ừ, ví dụ như là cùng chiến đấu cùng nhau cùng ghi điểm cùng nhau hoặc là <laughs> học xong rồi tự nhiên là thiền xong á tự nhiên thấy nó cũng dễ chịu hơn cái cũng chia sẻ này nọ các thứ yeah. tự nhiên làm tình cảm đồng nghiệp nó cũng thân thiết hơn yeah. nhiều. Uhm. Yeah. Hay á có có nghiên cứu có cái nghiên cứu tâm lý là nếu như mà anh Trải qua một cái khó khăn một cái thử thách gì đó cùng với một người thì thì cái sự yêu yêu mến của anh nó nó được tăng, có nghĩa là adrenaline nó nó tăng lên á thì tự nhiên oh. có một người ở kế anh thì anh cảm thấy gắn bó với họ hơn đó là lý do tại sao mà những người mà kiểu tình yêu mà trải qua thử thách bị càng bị ngăn cấm thì người ta càng yêu nhau mãnh liệt là tại vì như vậy á tại vì nó là thử thách chứ ừ. còn <laughs> em đềm quá là, ra là không có yêu thương những nhau nhiều đâu đúng rồi đó ừ. Yeah. mà em cái câu này hỏi này là em muốn specific vô dân IT nha anh kiểu như là giống như anh nói là anh lên văn phòng chỉ có một ngày một tuần hoặc là có những ngày anh không lên luôn mà em thấy là đây là cái đặc thù uh, kiểu văn phòng là home office của dân IT á là rất là trong cái xã hội hiện đại là họ họ coi cái, ừ. cái office uh, coi cái nhà của mình là một cái văn phòng luôn á thì thì giống như là khi mà anh cái cái niềm vui đó nó rất là cụ thể luôn à. Cái hôm anh lên anh cảm thấy rất là vui. Nhưng mà những cái hôm ở nhà này sao? Những cái hôm anh làm ở home office đó, thì anh 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 làm gì để cho cảm thấy bớt chán á? Đồng có hỏi. Hôm ở nhà thì mình có những niềm vui khác em. Ví dụ như là đơn giản nhất là em không mất thời gian để đi lên công ty và có thể ngủ ngủ thêm một xíu. Ví dụ như là 9 giờ vô họp thì 9 giờ kém 10, 9 giờ kém 5 mình dậy. Đó đó, kiểu kiểu vậy rồi ừ. um, sau giờ làm yeah. thì mình ra ngoài mình chơi xíu hoặc là tại vì công ty anh họ cũng không có kiểu micromanagement á Task xong là xong thì ví dụ trong giữa giờ mà anh thấy kiểu ừ. ngồi lâu quá khó chịu quá thì anh sẽ ra ngoài anh tập thể dục xíu hoặc là anh ra vườn anh uh, hái trái cây đem vô ăn cuộc sống thông quê nó vậy đó em à. Ừ, kiểu kiểu trời vậy. Trời ừ. ơi. còn không thì à. uh, lâu lâu thì làm việc riêng chút 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 ví dụ như là tư vấn cho học viên sửa cv cho học viên nhưng mà à, đó anh sẽ đó. cố gắng kiểu như Ủa? Ừ, cái đó giải trí của ừ, anh hả ừ thì mình, mình 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 thay vì cái thời gian đó thì mình làm buổi tối thì mình làm ban ngày à. thì tối mình lại có thời gian mình giải ừ. trí mình làm cái khác kiểu kiểu vậy ừ nhưng mà ừ, nhưng mà kiểu như mình sẽ không cố gắng mình không có lọc vô cái thời gian của công ty á ví dụ như là giờ ăn một tiếng đi thì anh 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 ăn tầm nửa tiếng thì còn khoảng chừng uh, 15 phút anh ngồi anh chơi chơi chút còn 15 phút nữa thì anh ngồi anh 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 sửa CV học viên kiểu vậy hoặc là những cái khoảng gáp giữa giờ ví dụ mình làm liên tục một hai tiếng rồi thì thay vì ở công ty thì mình đứng lên để mà mình đi dạo hoặc là mình nói chuyện với bạn bè mình tím với bạn bè chút chút ý là mấy đồng nghiệp trong công ty á, thì ở nhà thì mình có thể làm việc riêng ví dụ như lên Facebook uh, Messenger tám một xíu hoặc là hỏi thăm người này người kia đó nhưng mà mình sẽ giới hạn nó trong một cái khoảng cố định ví dụ như là ok trong vòng hai ba phút thôi rồi tắt rồi sau đó quay, quay quay, về làm việc của công ty ừ, tức là mình vẫn nghiêm túc trong cái giờ làm việc của mình nhưng mà nó sẽ flexible hơn rất là nhiều ừ. yeah. Yeah. còn cái cách mà hả em làm cho cuộc sống văn phòng thú vị hơn có lẽ khác với mọi người một chút là em sao ta em kêu mọi người mỗi người trong công ty là một cái vai trò giống như một người trong gia đình là ví dụ như là cái bà receptionist trong công ty em bả sẽ là mẹ em tại vì sao tại vì mà lúc mà bà hỏi có một cái hôm á là tụi em đi đi ăn với công ty thì nguyên trên cái chiếc xe đó thì chở được 5 người đúng không tài xế thì tài xế là một nhân viên nó chở bốn đứa còn lại thì mỗi đứa đến từ một nước khác nhau luôn một đứa là Trung wow. Quốc nè Korea Indonesia Việt Nam Thái Lan à, cũng Châu Á thôi thì xong tụi nó mới hỏi là ok tên của mày khi mà nói ra tiếng tiếng của nước mày á, thì mày tên gì thì mình thì, thì thì em mới nói là tên của em là như vậy trong tiếng Hoa là đó là cách mà mẹ em nói luôn cái xong cái bạn người Thái bọn mới nói là trời sao cái tên của mày giống như là hạt điều á hạt điều ở trong tiếng Thái quá vậy Nên ta sẽ kêu mày là là cục hạt điều kiểu vậy đó. Oh. cái sau lúc mà bà nói, gọi em á em cảm thấy yeah, là rất là giống à. mẹ em đang gọi em luôn á sao em cảm thấy uh. Okay, thấy mày sẽ là mẹ của tao oh my god mày mother là bây giờ đi công ty á lúc nãy cũng sẽ là hay mother kiểu gì luôn á <laughs> và, và tất cả mọi người trong công ty đều biết là là là, là em là con của bà luôn á và có những cái em người mà luôn. mới vô uh. làm á thì em với bà có chụp với nhau một tấm hình xong rồi để trên uh, trên văn phòng của bả trên cái bạn làm việc của bả để một tấm em với bà thì bạn là bàn làm việc của uh -huh. em cũng có một tấm em với bả cái người tưởng thì em là cái con của bả một cái chị kia ờ à, bả nói là ủa con gái mày hả cái nói, đúng rồi đúng rồi đúng rồi con gái tao <laughs> ngày mai sẽ được gặp nó và tất cả mọi người cái không có chị đó ơi xem là em là con của bà thiệt luôn á xong rồi hôm sau em phải nói với bả là à không uh, em đang đùa cái xong bả kiểu em nói kiểu như là no this it's just a joke xong bả bả kiểu Ờ uh, a joke. kiểu như bà kiểu như là what do you mean by a chalk á kiểu như tức là học được hai mà nhìn giống ờ ừ. uh, rất là giống luôn kiểu kiểu vậy xong rồi có một người ừ. là ba làm Trời cơ ơi. là gì là chú là kiểu như hay gọi quá. nguyên một công ty vậy á kiểu cảm thấy Trời ơi. rất là thân thiết nhưng mà khi mà có việc á thì tất nhiên mình sẽ gọi tên đó không những cái khúc ừ. mà nghỉ ừ. trưa dở giỡn thì mình sẽ gọi là ờ uh, đây là father của tao đây là mother của tao ừ. đây là uncle auntie kiểu vậy nhưng mà khi mà làm việc thì mình sẽ gọi tên thôi để mình vẫn phải đặt rồi hai cái chuyện đó ra ừ. nếu không là mình sẽ lậm vô là mình xong luôn á đúng rồi. trời tôi tưởng bà đi học mẫu giáo không á hồi xưa đi học mẫu giáo cũng hay chơi đó. mẹ con vợ chồng rồi hài chết đi được dễ thương quá à nhưng mà, tại vì kiểu mọi người trong công ty cũng rất là thân thiện á nên là họ à. họ họ chịu khó làm cái, cái cũng đồng ý để mình được gọi họ như vậy luôn á nhưng mà dễ không phải thương. ai cũng, cũng 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 đồng ý ừ, ừ. hiểu hiểu hiểu, hiểu. Ừ. tức là họ cũng phải thoải mái này nọ các thứ thì mình mới dám làm vậy ừ, ừ. có cái này em hỏi mọi người nha là mọi người có quan trọng cái set up góc làm việc của mọi người không? Tại vì văn phòng á thì cảm giác như là khi mà mình ngồi vô cái góc làm việc của mình thì wow đó là không gian của mình á. thì có những người sẽ khiếp mọi thứ rất là đơn giản nhưng có những người rất là thích đề co set up cái góc làm việc hoặc là cái văn phòng của mình thì mọi người là thuộc uh, thể loại nào? Anh, anh chơi định ừ, thường Tại thì anh cái có tới hai cái văn anh... phòng luôn Ừ, thường thì cái góc làm việc ở nhà của anh á thì nó sẽ nhiều đồ hơn một xíu Tức là ví dụ như um, nó sẽ có đèn. Ờ, nó sẽ có đèn. Để ví dụ tối thì... Tối thì anh sẽ tắt hết đèn trong phòng. Anh để cái đèn ở trong bàn thôi. Hoặc là anh để anh có thêm uh, mấy cái um, sạc không dây này nọ, các thứ nữa. Để kiểu như, như cho nó rất là tiện cho mình luôn á. Rồi xong rồi um, điện thoại nó cũng có chỗ để điện thoại riêng. Nhưng mà khi mà lên công ty thì tại vì một tuần anh chỉ lên có một ngày thôi á. Thì anh sẽ giữ cho nó đơn giản nhất có thể. Đó là chỉ có... Uh, máy tính đó là cái màn hình thôi đó. còn máy tính thì anh anh mang theo rồi đó máy tính rồi ừ. rồi, rồi uh, chuột với lại laptop à, chuột với lại keyboard kiểu vậy ừ. tức là rất là đơn giản thôi để cho mình khỏi phải mang đi mang về ừ. Ừ. ok còn bài của xuân tâm thì sao tao assume là rất là nhiều đồ trang trí ở trên đó uh, uh, vừa đúng mà vừa sai nha Uh, ban đầu á thì em uh, em để mọi thứ là đơn giản không có trang trí một cái gì hết nhưng mà sau khoảng một thời gian khi mà em cảm thấy là em thuộc về cái nơi em làm việc rồi á thì em bắt đầu trang trí lên tuy nhiên chủ trương của em á thì là uh, cái tầm nhìn nó phải thoáng và em không muốn quá nhiều đồ và nếu có thì nó cũng phải well organized thì uh, đặc biệt là trong môi trường bệnh viện nữa mọi thứ nó phải ngăn nắp để tránh té ngã cho ừ. nên là Even là trong văn phòng không có bệnh nhân đi chăng nữa thì thì cái mindset của mọi người vẫn phải là ngăn nắp gọn gàng ngăn nắp gọn gàng. Ừ. Do đó là 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 trên tinh thần đó là lúc nào cũng sẽ gọn gàng và em không muốn có quá nhiều đồ, em sẽ để nó khá là trống. Nếu như mà có đồ trang trí thì nó có thể là hộp bút rồi chậu cây nhỏ hoặc là những cái mà dán vô tường được thì em thích như vậy hơn. Ừ. Uh, gần đây thì em hay thấy là Um, người ta hay hay ở trên ở trên mạng người ta hay kêu là uh, mấy cái góc làm việc mà cũng mấy đứa nó quá gọn gàng chỉ có mỗi cái desktop với cái cái keyboard thôi á thì mọi người có cảm giác là nó có thể leave job nó cứ lúc nào ừ. Ôm đồ cái đi luôn khỏi phải sửa soạn Sao? <laughs> thì thì uh, thì từ từ từ, từ cái insight đó có nghĩa là đối đối với em khi em thấy thật sự thuộc về một nơi thì em sẽ muốn trang trí nó để muốn cái không gian đó trở thành của mình á ừ. nên là lúc mà em đi làm em hay tặng quà mọi người mấy cái sticker nè mấy cái đồ treo lên ừ. tường nè hoặc là mấy cái mouse pad ừ. để mọi người mọi người làm việc với cái máy tính nó, nó nó dễ chịu hơn thì thứ nhất là nó vừa gọn gàng thứ hai là nó vừa có ích và nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà khi mọi người nhìn thấy thì mọi mọi người nhớ tới mình vui yeah. vui như vậy thì em 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 nghĩ là set up thì chỉ cần nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng nó nên được personalize một chút ừ. xíu thay vì là để y nguyên như vậy khiến yeah. cho người ta có cảm giác là không thuộc về nhau cái cái này khá là dễ thương ha tại vì kiểu nhiều khi mình đi đâu chơi xong mình muốn mua đồ cho đồng nghiệp á xong mà mình kiểu như là không biết mua cái gì á thì yeah thay kêu cái này là một ý tưởng rất là hay nha còn bằng là gì? Chị á hả? Nó sẽ rất là, nó rất là bừa luôn và nó cực kỳ dơ luôn nha mọi người. Và dơ đó. luôn hả? Bờ ừ. thôi được rồi còn dơ lại có bụi đó. Mấy... Kể à. cho <laughs> Kể như cái này nghe rất là bắt cười có một cái hôm em đem cái laptop tới à, ngồi kế cái ông Hàn Quốc á, cái ông Hàn Quốc là cái ông mà category manager là chuyên làm việc chung với em thì em phải khai Calibre với ổng cái em đem cái laptop tới làm việc cho ổng sao ổng xé nhẹ một tờ giấy lao cái màn hình cho em trời ơi <laughs> nhục quê chứ sợ luôn á tao nói là tao chưa có lao Đắc thôi chứ người ta không có lao nha <laughs> trời ơi, không có lao thay vì người nha. ta nói ê, thay vì người ta nói ê, sao mà dơ quá vậy nó còn đỡ nhục đằng này khi mà người ta làm như vậy có nghĩa là ta cảm thấy không chịu nổi nữa rồi đó má ơi quá, trời. không ý là không biết sao nhưng mà mình cảm giác là mình muốn khi mà mình ngồi vô bạn là mình sẽ nói kiểu là làm liền còn cái ông hàn quốc đó hả mỗi sáng ổng vô là ổng sẽ cấp hết laptop là ổng các cái bạn với cái bạn của ổng là cái bạn mà như em mới vừa miêu tả của những người mà dễ dàng bỏ công ty á chống chơ ổng vô là ổng sẽ lấy một cái wet wipe ổng lao thiệt là sạch sẽ xong rồi mới bắt đầu lấy đồ của ông ra ổng ngồi ổng làm Nên mỗi lần mà ổng nhìn thấy bài của tao á với lại bài của má tao là cái bạn receptionist người thái á <laughs> là ổng muốn ói luôn á ổng kiểu như là hả ổng hả ổng kiểu như là hãy tránh xa tôi ra tôi không muốn thấy những điều này kiểu vậy <laughs> nhưng mà cái bài cái bài làm gì của chị á nó rất là nhiều có rất là nhiều những cái campaign mà chị đã từng làm anh chị rất thích là treo nó lên để kiểu như là khi mình cần refer lại thì mình có cái để coi liền mình không có cần vô dropbox ừ. hay vô try gì hết với lại có một ừ. cái là tao rất là thích trang trí những cái miniature mọi người biết cái kiểu mà biết cái, biết tí hòn, mô à. hình thi với tí á, về cái mô hình đó thì có một cái đợt kia ở bên úc nó có ở trong Wooly á. Wooly là một cái siêu thị ở úc nha mọi người kiểu nó nó kích cầu bằng cách là cứ mỗi 30 đô mình mua nó sẽ cho mình một cái um, đồ chơi một cái à, lego cái nhỏ xếp hình cái lego đó là ừ. đúng, đúng rồi. rồi cái cái lego là represent cái cái siêu thị đó luôn á cái sau thì nó có 40 ừ. cái có mình, mình collect thì Em chơi cái đó nhiều tới nỗi á mà nguyên công ty biết được luôn á là công ty collect giùm luôn á. Xong rồi dễ thương. Xong à. mình tại vì nó không có cho mình biết là bên trong có gì để nó nó muốn mình mua 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 ừ, đúng mua hoài á. Cái sale box khi ừ. mà mình có nhiều quá. Khi mình có nhiều quá xong á em mới ghi là ok, em em mở một cái quầy bán ở đó luôn, em ghi là mỗi cái hai đồng. Xong mà kiểu CEO, Đổi. CEO đi ngang qua thấy nó là ủa mày bán cái này thiệt hả? Tao nói đúng. Đây là một cái second job của tao, part-time job. <cười> <cười> xong mọi người quá chờ luôn xong rồi lần sau Wooly nó lại có thêm một cái promotion y chang như vậy nhưng mà nó không có tặng những ừ. cái đó mà nó tặng những cái khác nó tặng những cái mà em không thích á em đã thử lấy một lần rồi, nhưng mà em không thích á cái xong tự nhiên bà manager bà đi tới bà ơ một cọc đưa cho mình luôn bà nói à. tao nghĩ mày sẽ thích cái xong mình kiểu xúc động quá trời xúc động luôn động mình kiểu vậy, là đúng rồi God. sao mày biết là tao sao mày biết tao thích vậy nhưng mà thật tao không thích cái này sao ta, sao mày thích sao mày biết tao thích chơi những cái này nhưng mà tao không thích cái cái loại này thôi hiểu không sorry sao bà cho những người khác nhưng mà kiểu như bà đem tới cho mình trước á là người ta rất là để ý ừ. tới mình luôn á thì em cảm giác là đã cái rồi. tình cảm của những người trong công ty là họ có tính quan sát mà họ biết mình thích cái gì á Nó ừ. làm mình cảm thấy là họ cuộc sống đi làm rất là dễ thương và vui vẻ đúng rồi nên là nhiều công ty công ty á bóc lột mình quá mình cũng không nở đi á Ừ. Thật ra thì những người trong công ty mà dễ thương thì thường mình cũng muốn gắn bó lâu dài á. Tại vì nhiều khi đi đi thì mình có khi mình không tiếc cái cái việc nhưng mà mình tiếc những cái người mình làm cùng. À, em thấy cái đó quan trọng. Ừ. Thật lấy yeah. thật ừ. Một cái um, một câu hỏi thứ hai mà em muốn hỏi trong cái tập này á là đối với hai người nha, công việc và đam mê hay là công việc là đam mê? Rồi, rồi quá, quá ha không không rối em thấy hay công việc và đam mê hay công việc là đam mê Xin. Ừ. À, à, anh Xin cho là anh, anh, anh cho ý kiến em muốn Chị nghe định. ok anh nghĩ là nếu mà công việc là đam mê hay là đam mê cũng là công việc thì quá tốt ừ nhưng mà khó mà mình mình sẽ giữ được cái đam mê đó lâu dài tức là không phải anh nói là cái trường hợp nào cũng vậy nha, nhưng mà giống như là mình thích một cái gì đó đi thì đến một lúc nào đó mình cũng sẽ sẽ chán. Không phải là kiểu chán mà muốn bỏ hay gì, tức là kiểu không có còn đam mê nó như ngay đầu nữa. Ở lúc đầu có thể làm hùng hục hụt làm mới đầu kiểu làm lập trình hoặc vừa mới vô được cái công việc thú vị mình làm một thời gian cái mình cũng thấy thích. Nhưng mà cứ làm đi làm lại thì đến một cái lúc nào đó thì nó cũng nó cũng không có cái sự yêu thích đó nữa, tức là mình sẽ hơi hơi chán mình sẽ kiểu là à, hơi nản nản đó nhưng mà để mà giữ mấy cái này thì anh nghĩ nó sẽ cần cái cái discipline tức là cái sự kỷ luật của mình để mà mình vẫn còn giữ được cái chất lượng công việc như ban đầu rồi ừ. nhưng mà không phải cái công việc nào cũng có thể là đam mê nên lúc đầu anh có nói là nếu mà công việc là đam mê thì quá tốt nhưng mà đôi khi người ta người ta chọn cái công việc vì một cái lý do nào đó vì một cái mục đích nào đó Ví dụ như là mình thì mình thích vẽ vời. Mình thì mình thích những cái gì đó về nghệ thuật đi. Nhưng mà mình lại không có làm cái đó như một cái nghề chính thì mình lại làm một cái nghề khác để làm gì? Để mà mình kiếm tiền, để mà mình lo cho gia đình. Hoặc là giống như lúc đầu á anh 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 không thích IT, cũng không có muốn đi theo IT đâu lúc đầu anh anh muốn làm marketing. Như là trong cái podcast mà ngày xưa anh làm với Giang Nghi á, anh cũng nói luôn là anh không có thích IT đến như vậy nhưng mà anh chọn it tại vì anh muốn ở lại đó là anh muốn xây dựng một cái cuộc sống và cái sự nghiệp ở bên đây trước đã ừ, rồi sau đó thì làm gì tính sau đó thì tùy thuộc vào cái mục đích và cái hoàn cảnh hiện tại của mình thì mình phải làm cái công việc ở đó để nó phù hợp ví dụ như là uh, anh muốn lấy PR thì anh học cái mà người ta cần là it để anh đạt được cái mục đích của anh rồi sau đó thì anh sẽ quay trở lại với những cái gì đó anh thích ví dụ anh thích làm về training anh làm thích làm về coaching hơn thì đối với anh là công việc và đam mê tức là khi mà anh đạt được cái anh muốn rồi anh có thời gian rồi anh không phải ừ. suy nghĩ quá nhiều về cái vấn đề là uh, ngày nào thì nước út nó sẽ đá đít mình ra hoặc là hôm nay ừ. mình ăn gì hoặc là làm sao mình có đủ tiền sống cho tháng tiếp đó thì đến khi mà anh cover ừ. được những cái đó rồi thì anh nhảy qua anh làm cái nghề tay trái của anh là 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 những dạy là chia sẻ này nọ các thứ thì anh cảm thấy khá là happy với cái điều đó. Nha. Yeah. Um, nhưng mà cái nhưng mà những cái gì mà anh đang làm ở cái công việc hiện tại á, thì thì nó sẽ không gọi là đam mê đúng không anh? Nó 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 vẫn là một cái gì đó là cuộc sống đi làm thôi chứ mình vẫn tách biệt nó ra khỏi cái đam mê của mình á. Ý em đang nói là cái công việc IT project manager mà anh đang làm. một câu hỏi khó ha. Tại vì nếu mà bây giờ anh nói là anh không thích, anh chỉ làm vì trách nhiệm bằng nghĩa vụ thôi, xong rồi lỡ một cách nào đó nó đến tay sếp anh thì nó cũng mệt. <cười> <cười> Nhưng mà thật sự thì anh anh khá là thích cái công việc của anh. Nó, um, ừ. um, anh anh khá là thích cái công việc của anh, tại vì anh được phát triển những cái skill của mình. Ví dụ như là Quản um, lý Dự án nè, rồi gặp mặt người này người kia nè, và học hỏi thêm về một cái lĩnh vực khác mà trước giờ mình chưa có làm ừ nhưng mà nếu mà để mà làm lâu dài á thì có thể là anh sẽ anh sẽ phải cân nhắc lại coi là mình có làm lâu dài yeah. hay không hoặc là đến một cái lúc nào đó mà cái mà cái việc làm làm riêng của anh tại vì bây giờ anh cũng có làm thêm một vài mảng khác nữa mà nó đủ để mà nó chu cấp cho cuộc sống của anh thì có thể anh sẽ cân nhắc về cái việc ngừng nó lại ừ tức là nó sẽ không phải là cái sự yeah. ưu tiên hàng đầu của mình nữa nhưng mà bây giờ mình vẫn phải làm yeah. tại vì nó vẫn là cái nguồn thu nhập Ừ, tương đối là ổn của mình ừ nhưng mà um, hồi xưa anh nhớ có 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 một người nói với anh cái câu hay lắm là đam mê không có đẹp không có bào ra mà ăn được tại vì cái thời đầu tiên giống như anh cũng kể với gia nghi là lúc anh qua đây anh học marketing tại vì anh nghĩ là anh thích marketing anh thích anh thích làm những cái liên quan đến kiểu um, uh, sản phẩm này nọ các thứ đó nhưng mà sau đó anh mới nhận ra là rất là khó để kiếm được một cái job marketing ở đây Uh, nên gian nghi rất là giỏi. Ừ, anh khá là nể những ai mà kiếm được những cái chót mà về ừ. social, nè, sales, nè, marketing, nè, advertising, và nè, còn là người Việt nữa. Tại vì bản chất mình không có hiểu được cái văn hóa cái thị trường như là người ta. Nhưng mà khi mà được cái chót đó thì anh công nhận là những cái bạn đó là những cái bạn anh rất là nể. Ừ, nhưng mà đến lúc anh anh tốt nghiệp ra rồi thì anh mới nhận ra là đam mê nó nó cũng không giúp cho mình sống được qua ngày. Tại bây giờ anh nếu mà anh vẫn thích nó thì mà anh năm đầu anh anh, anh cứ apply like hoài ngày này qua ngày ngày khác mà anh không kiếm được một cái job để mà nuôi bản thân mình thì cái đam mê nó cũng đâu có còn ý nghĩa gì nữa đâu đúng không Ừ, yeah. Rồi em thấy cái câu mà người ta hay nói là cơm áo không đùa với khách thơ, đó, nhiều khi đó cũng rất là đúng. Tại vì thường cái chữ đam mê nó hay gắn liền ừ. với những cái bạn mà làm về nghệ thuật á, nên là cái câu đó rất là đúng luôn á. Ừ. Và cái câu đó nó nó làm em bừng tỉnh rất là nhiều lần và tự hỏi là công việc và đam mê hay công việc là đam mê luôn nên là về yeah, em luôn mỗi lần mà em cảm thấy ừ. là mình bị mất phương hướng á em luôn hay nói cái câu là ok cơm áo không đùa với khách thơ nha đừng có giỡn đừng có giỡn mặt nó nó sẽ làm mình công cũng, nhận kiểu phải dứt áo ra đi luôn á ừ yeah. ừ ôi ừ. oh, công nhận xuống tâm phát tay một không khí này coi <cười> <cười> tự nhiên tự nhiên bị uh, bị in blues luôn em thì từ trước đến giờ từ từ lúc mà em tốt nghiệp cấp 3 tới giờ em em không nghĩ là em có thể làm cái gì khác ra tiền ngoài cái ngoài ngoài cái ngành y và y sinh này thành ra cái có nghĩa là ngay ngay từ lúc mà em bắt đầu học đại học thì em em đã biết được là em không thể làm một công việc nào khác ngoài cái ngành này cả do đó em học em trau dồi với bằng cả sinh mạng luôn á nói nó trắng ừ, này là như vậy tại vì đó là công việc mà em có thể làm cả đời uh, để kiếm ra tiền nhưng mà nói là có chán nó hay không có uh, có cảm thấy nản hay không có rất nhiều luôn tại vì cho dù ngày trước em đi học nha em được học giải phẫu em được học sinh lý em được học uh, ở trong lab em cảm thấy rất đam mê nhưng nhưng đến một thời gian em cảm thấy nó nó quá mệt mỏi em kiểu muốn 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 mửa ra luôn á nó nó ngán tới não luôn thì nó khi khi mà có một cái sự giống như giống như anh trai đã nói đó là mình thích cỡ nào cũng có đến lúc mà mình phải chán thôi nhưng khi mà mình ý thức được là đây là cái công việc mà mà nó nó chính là sinh mạng của mình thì mình cho dù mình có chán thì mình cũng sẽ làm nhưng mà nếu mà nếu mà nói là một cái đam mê mà mà khiến cho mình cảm thấy vui vẻ thì thì uh, em 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 có rất nhiều nha em em nghĩ là em được cái cơ hội là ba mẹ em hay khuyến khích là thích cái gì thì cứ thử đi rồi uh, coi coi là cái nào nó thuộc về mình á thành ra em em thử rất nhiều cái nha em thích nấu ăn thích uh, chụp ảnh chụp ảnh phim nè rồi quay vlog đồ rồi làm diy chơi cờ rồi viết lách vỏ vẽ này kia um... Nhưng mà cái mà duy nhất mà còn lại sau một cái thời gian rất dài thì chỉ có một cái là chụp ảnh phim thôi Còn tất cả những cái kia thì nó vẫn vẫn là một cái gì đó mình thích nhưng mà nó không có nó không có last long mình rất là kẻ thèm chóng chán giống như là đàn hát cũng có một thời gian em không đụng tới cái đàn rồi viết lách có một thời gian em cũng không viết gì luôn thì khi mà mình nói là mình mê cái này quá đi mình muốn trở thành một cái người làm việc cái công việc này để kiếm ra tiền thì thì mà mình và mình mà mình bỏ ngang công việc của mình mình lao vào cái đó thì sau một thời gian có thể là mình cảm thấy không còn được inspire nữa à, và đến lúc đó là mình hỏng chân hỏng cẳng luôn có nghĩa là mình không có backup gì cả à, cho nên là em vẫn thấy cái công việc là công việc Uh, và đam mê thì nên là đam mê. Nếu như công việc và đam mê thì thì nếu mà hai cái đó là một, công việc là đam mê thì thì là tốt đúng không anh Trên Đình. Hồi nãy anh có nói như vậy đúng rồi. em rất đồng ý. Uh, tuy nhiên đối với đối với em nó vẫn là con dao hai lưỡi, có nghĩa là nếu như một ngày bạn bị tuột cảm hứng, bạn không có ý tưởng hay là đơn giản là tự nhiên một ngày mở mắt dậy bạn không còn thấy thích nó nữa thôi thì vừa không kiếm ra tiền và vừa không còn đam mê gì luôn. Thì lúc đó cảm thấy cuộc đời nó nó bị bế tắc á nên đối với bản thân em thì em vẫn em vẫn kiếp là công việc và đam mê và công việc thì nên là một cái mà mình có thể có khả năng có sở, sở sở trường của mình để làm nó suốt cả đời và tạo ra tạo ra thu nhập suốt cả quá trình của mình để mình nuôi những cái những cái sở thích khác thì em thích ừ. như vậy hơn hôm bữa có thấy đọc được một cái cuốn sách um, thì trong cái cuốn sách đó là chưa có đọc nha mà đọc cái mục lục là thấy thích rồi thì cái mục lục đó nó có một cái đoạn là be creative và be boring Là mày phải be boring ừ. thì mày mới get thing done được còn you creative là you cứ bay không mà you ờ. cứ nghĩ you cứ thẩn thơ rồi cứ tưởng tượng về cái này nhưng mà mình không có cái đoạn mà mình phải làm đó, mà mình cảm thấy chán mà hơi, tại sao lúc nghĩ nó hay vậy mà lúc ừ. làm nó khó khăn như vậy nhưng mà nếu mình không be boring được đó, thì cái khỏe đẹp nó sẽ không thành thật được thì mình thấy là cái này nó, nó áp dụng cho rất là nhiều cái bản thân em á cái công việc marketing hiện tại của em á là một công việc mà không biết nó có vui không nữa nhưng mà đôi khi em cũng thấy chán lắm luôn á và khi mà làm một, tới hai năm rồi sau em tự nhận ra là mình có thích ngành này như mình đã từng hay không á. hồi xưa á, cái cái ước mơ của em là em sẽ mở được một agency á làm sao á hả dẹp luôn cái ý nghĩ đó luôn <laughs> em, 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 em. hoặc là do Quái mình mệnh. chưa đủ trải nghiệm để có thể đưa ra một câu trả lời tức là mình cũng là đứa cả thêm chóng chán mình cũng là đứa mà à, thôi không chịu đâu nó không có như mình tưởng mình bỏ nó đi tức là mình còn chưa thử những cái khía cạnh khác nữa mà nên là em cảm thấy là ai mà đang yêu công việc của mình á ví dụ như anh chị định đó em cảm thấy ngưỡng mộ em cảm thấy và 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 ghen tị lắm luôn á nhất là nhất là những cái người họa uh, sĩ nè ca sĩ nè ờ ờ Uh, huấn luyện viên võ thuật nè có nghĩa là người ta nó là một cái đam mê của người ta ngay từ ban đầu thôi người ta luyện tập từ nhỏ song song với việc học việc làm và sau đó người ta turn cái đó thành cái career của người ta luôn và người ta sống được bằng cái đam mê của người ta luôn á giống như là mấy anh chị mà làm vlog xong rồi cái sau này chuyển hẳn qua làm vlog luôn và kiếm được nhiều thu nhập từ công việc vlog á em cảm thấy rất là ngưỡng mộ nhưng mà chắc chắn sau đó là nó có những cái khó khăn mà mình không thấy được thôi và người ta đã cũng đã phải đánh đổi rất nhiều đã phải kiên trì rất nhiều á À, để không bị bế tắc á. mà em thì em nghĩ là em không có can đảm được tới như vậy không có sáng tạo được tới như vậy do đó công việc và đam mê thì là lựa chọn của em chứ không phải là công việc là đam mê. Dạ wow. yeah, ok hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi đúng rồi hiện, hiện tại thì ừ. mà sẽ chọn theo xuân tâm thôi em nghĩ như là ba đứa mình nó kể những ba câu chuyện khác nhau nhưng mà em cảm giác nha trong cái thời điểm hiện tại vào cái giờ phút vào cái giờ phút là 9 giờ 47 ừ. pm giờ úc thì em cảm thấy tụi mình vẫn đang chọn công việc và đam mê và mình sẽ có một cái Side hết sổ cái ví dụ như em làm podcast xuân tâm cùng em làm podcast và anh sẽ có coding mentor vậy đó, và cái công việc chính của mình nó sẽ nuôi sống mình và mình biết ơn vì điều đó nha nếu không có nó mình sẽ không có những cái dư giả để mình có thể làm ừ, những cái này đúng rồi anh cũng công nhận Rồi mình sẽ đi tới câu hỏi cuối cùng trong cái tập ngày hôm nay nha, là tại vì cái tập này mình nói là làm bạn với văn phòng á thì làm bạn thì vui mà đã nói về cái chuyện vui phải không? Bây giờ mình sẽ nói về cái chuyện về sức khỏe ở trong văn phòng nha, là mọi người có hay gặp những cái vấn đề gì về sức khỏe khi mà mọi người đi làm không? Em là đau lưng chùm luôn. Chùm đau lưng luôn. Lúc mà người ta nói là Gen Z là cái gì cục cục sống Gen Z á. Rồi em có cách nào khắc phục không? cột sống, Trời ơi, à. em nghĩ là một cái ghế, một cái ghế, một cái ghế sỉ, sẽ, sẽ khắc phục được. Ừ. thật ra nó là, nó là, nó là mẫu số chung rồi. em có đọc được một cái nghiên cứu nha, cái này là tạp chí nghiên cứu y khoa internet, có nghĩa là uh, những cái vấn đề về y khoa nhưng mà liên quan đến internet thì có một cái tạp chí chuyên nghiên cứu về, về, về những vấn đề đó luôn. thì có một cái bài nghiên cứu người ta khảo sát hơn 5.600 nhân viên văn phòng ở hamburg ở đức, thì gần 50% trong số họ bị đau lưng kinh niên và kèm theo căng thẳng dễ nóng giận có nghĩa là vừa đau lưng còn vừa bực bội trong người nữa thì uh, những cái đối tượng này trên 50% ở tất cả các các nhóm đối tượng luôn từ 20 22 mới ra trường cho đến năm 60 tuổi gần nghỉ hưu luôn thì nếu như mà chị ở Hamburg Đức mà ở trong cái năm 2018 này là nhiều khi chị nằm trong cái số 5.600 người đó đó 50% đó, đó thì những cái người mà bị đau lưng kinh niên và căng thẳng này thì người ta được chia thành những cái nhóm, những cái nhóm control khác uh, những cái nhóm trial khác nhau uh, và được áp dụng các các biện pháp hỗ trợ khác nhau, có năm cái. Thứ nhất là mỗi ngày được người ta sẽ có những cái bài tập vận động và được hướng dẫn thông qua internet. Cái thứ hai là các biện pháp kiểm soát căng thẳng là là stress management á. Cái thứ ba là là Uh, nó 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 nhiều cái lắm nó nhiều cái thì chỉ là một ừ. cái nhỏ trong đó thôi cái thứ ba là luyện tập chánh niệm em dịch ra tiếng việt thì nó kêu là chánh niệm Trời. thì nó thì nó kêu là như vậy uh, nhưng mà tiếng anh của nó là mindfulness ừ. Ừ. Ok em không biết tiếng việt của nó là gì nên em phải dịch thì họ bảo là luyện okay. tập chánh niệm uh, nhưng mà nó là mindfulness. Ừ. mindfulness đó cái thứ bốn là kết hợp vừa vừa kiểm soát căng thẳng và vừa luyện tập mindfulness nha và cái thứ năm là những bài tập cải ừ. thiện thị lực Ice Health okay. thì uh, sau một thời gian nghiên cứu thì cái 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 nhóm mà được áp dụng bài tập vận động á, thông qua internet á thì cái sự cải thiện về cả chứng đau lưng và cả cái sự căng thẳng nóng giận á, cả về health về wellbeing á, mental health của họ và kể cả cái chứng đau lưng luôn thì nó cải thiện cao hơn gấp hai lần so với là những cái biện pháp khác. ghê vậy Mick thì rút ra kết luận Ừ. rút ra kết luận là cái việc mà anh vận động không chỉ là tốt cho physical health đâu mà nó tốt cho cả mental ừ. health luôn mà mà cái mà cái hiệu quả của nó là gấp hai lần những cái mà chỉ focus vào mental Ôi, health hay quá thôi quá hả nghe 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 kiểu nó nó ngược á nó ngược nhưng mà nó suôn á đúng nó rồi ngược, nó đúng rồi là nó xuôi. Yeah. đúng tức rồi là, tức là sao tức là tập tức là em nói là tập thể dục để mà chữa cái mental health nhá Ừ ừ tập thể dục ừ. thì focus vào cái vào vào cái cuộc sống của anh thôi đúng không để cho ừ. anh giãn cơ, giãn gân, giãn cốt và một những cái bài tập mà mà giảm đau lưng thôi nhưng ừ. vô tình là nó cải thiện luôn cái, cái 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 sức khỏe tinh thần của anh luôn. Ừ. Yeah, biết sao không? Em phải đánh đúng tâm lý của người không tập thể dục đó nên người ta mới đang <laughs> Để anh chị đình đây kiểu mà um, tôi phải làm gì đây? Tôi phải, Không, phải anh, anh tập thể dục thôi, đều nha. Mỗi ngày anh tập thể dục một tiếng đồng hồ. Đó. Xin lỗi chờ thấy chưa? Đừng có mà xây bụng ta ra bụng người ta. <laughs> xin lỗi, xin lỗi. Ê nhưng mà thật ra cái này cái cũng hay tại vì uh, bộ em á rất là hay kiểu như là mỗi lần mà em bị stress á nó hay kiểu như nè. Tập thể dục đi. Đi tập, thi, đi tập thể tập đi tập phải dục nhưng đi nhưng mà khi rồi. mà mình stress á mình sẽ không có nghĩ như vậy mình sẽ nghĩ là ủa tại sao không ôm tôi sao không nói những lời ngon ngọt với tôi mà lại kêu tôi đi tập phải dục đi quá là quá là thực tế đúng không kiểu vậy nhưng mà thật ra là thật ra là một người hiểu đúng, biết đúng, người ta mới nói vậy mình đúng, đúng là không cái người nông cạn đúng không <laughs> xin yeah. lỗi nó đi tức là mình 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 không không nghĩ á tức là mình không có thông á kiểu như vậy buồn cười yeah đó ừ. em là em bị đau lưng rồi còn hai người bị gì không anh gia đình trước đi <laughs> ừ thì um... em tính nói anh là người cao tuổi nhất ở đây nhưng mà em em cảm thấy như vậy tổn thương quá nên nhưng mà em nói luôn nói. rồi đó không bình thường anh bị nói vậy nhiều lắm rồi ừ <laughs> em đã nói rồi em nói luôn rồi em nói em còn nhấn mạnh lại nữa giống như là giống như là mấy đứa mà nói là ê ê tao không có muốn xúc phạm mày đâu nhưng mà nhưng mà vậy nè ê cái này no offense nha nhưng mà đó đó là những đứa thâm hiểm nhất <laughs> nhưng mà <cười> <cười> mọi người này kỳ rồi ai bị bệnh gì nè khai đi ờ ừ, thì um... Anh nghĩ là anh gặp khá là nhiều vấn đề Ừ Anh nghĩ là anh gặp khá là nhiều vấn đề Tại vì anh không chỉ làm ở công ty không Mà lúc Ngoài giờ làm việc anh vẫn làm rất nhiều Tại vì mọi người cũng biết Thì anh anh chạy Coding mentor Rồi đồng thời anh cũng có Làm thêm về IT Consulting nữa Nên là ừ. ừ nên là thường mỗi ngày anh dành thời gian Trước bàn làm việc rất 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 là nhiều Rồi gần đây anh còn đi học thêm nữa Đó Thì về yeah, và anh cho anh đa nhiệm quá vậy ừ nên nên nhiều lúc là anh bị uh, rất là căng thẳng kiểu như là ờ uh, đau dài dày là một cái xảy ra rất là thường xuyên rồi oh. tinh thần rất tệ và nhiều khi mà kiểu tinh thần nó tệ quá kiểu mình mình không còn tiếng năng lượng nào á thì mình rất là dễ mà mình cấu tức là mình dễ bực dọc mình dễ khó chịu với người này người kia đó rồi ờ uh, à, anh còn bị đau lưng nữa ừ ngồi nhiều quá cái xong bị đau lưng ờ uh, rồi xong sau nữa ta, ờ, mà gần đây thì thì anh anh có đọc được một cái cuốn nó tên là When When the Body Says No: The Cost of Hidden Stress, tức là dịch là khi mà cơ thể bạn nói không, cơ thể của bạn từ chối, thì nó cũng hơi hơi na ná giống như là cái câu chuyện cái thống kê của của trung tâm, nhưng mà nó đi về hướng ngược lại, tức là nó nói là có một cái mối liên hệ vô hình giữa mental health với lại physical illness. Ừ, nên một khi mà mình mình hiu một cái thì có thể là cái kia nó sẽ được hiu luôn sẽ được chữa lành luôn đó ừ, thì tác giả tác giả của cái cuốn sách này á họ họ nghiên cứu là có những người họ bị những cái vấn đề về vật lý nhưng mà thật ra là họ bị vấn đề về tinh thần nhiều hơn và chính là vì cái sự mà vấn đề về tinh thần á mà nó ảnh hưởng luôn đến cái vật lý mà nó thể hiện ra bên ngoài thì lúc đó cái cơ thể nó nó bị bệnh nó bị bệnh những cái bệnh rất là rõ ràng ví dụ như là đau lưng nè trào ngược dạ dày nè đau bao tử nè nhưng thật ra đó chỉ là cái cách mà nó trả lời lại đối với những cái tổn thương tâm lý mà thôi đó thì gần đây thì anh trải nghiệm cái điều này rất là rõ tức là khi mà anh đăng ký học thêm một cái khóa khóa graduate diploma mà anh học bốn um, anh học ba môn một kỳ thì lúc mà anh vừa đăng ký xong rồi ngày hôm sau anh anh học anh học anh bắt đầu vô anh học bài rồi này nọ các thứ anh vào lecture thì cái cơ thể của anh nó nó la lên liền nó kiểu nó làm cho anh bị đau rất là dữ dội nó làm cho anh bị đau dài dài và bị cho ngược rất là dữ dội luôn tức là kiểu căng thẳng tột độ luôn xong rồi cái đến nỗi mà mấy ngày sau thì anh chịu không nổi nữa thì anh quyết định anh đi phơ cái khóa học đó anh ngừng luôn cái khóa học đó thì cơ thể oh, anh nó lại okay. bình thường trở lại ừ, thì nó bình thường trở lại được khoảng chừng một tuần hai tuần gì đó cái anh nghĩ là chắc là đợt đó mình căng thẳng quá hay là cái gì đó thôi chưa quen thôi cái anh lại đăng ký anh học lại tức là tính anh rất là kiểu cố chấp luôn á tính anh rất là cố chấp ừ, tức là anh muốn cái gì là anh sẽ làm cho nó bằng anh làm cho bằng được anh làm tới cùng thì anh đăng ký học lại và đúng cái lúc anh đăng ký học lại thì khoảng chừng mấy tiếng sau thôi là cơ thể anh nó lại là làng là lên anh lại bị y chang cái triệu chứng cũ trời và quyết định là anh bỏ luôn trời kiểu cứu tôi cứu tôi nói ừ, với nga à, luôn ý là em không nghĩ là nó Phải ức mạnh tới là... vậy anh nó nó nghiêm trọng như vậy à, em cũng không ừ, nghĩ tức trước phải nghĩ tới luôn nó rồi. nó rõ ràng lắm luôn wow. ừ mà đến nỗi là anh anh cảm giác anh chịu không nổi nữa wow. rồi thôi cho dù mình muốn cái nào mình mình tham lam cỡ nào thì mình cũng phải đến lúc mình phải lo cho cái cơ thể của mình thì mình mới mới đi được cái con đường lâu dài được Ừ. hồi xưa lúc mà em vẫn còn nhớ là đi học tiểu học á mỗi thứ hai đầu tuần là sẽ có một cái câu chủ điểm ở trên bảng mình viết vô trong vở là chủ điểm của tuần á thì em ừ. em vẫn nhớ như in luôn là tuần 4 tuần 4 là câu tinh thần một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh thì một cái đứa con nít lớp 1 lớp 2 à. không thể nào hiểu được nó là cái quái quỷ gì hết thì mình cứ viết thôi nhưng mà càng lớn mình càng thấm một tinh thần minh mẫn trong Trời một cơ thể ghê khỏe mạnh quá và sau này mình học nữa thì có rất là nhiều bệnh liên quan đến stress mà có một cái có một cái rất là hay đó là stress này có là stress tâm lý và stress liên quan đến sự oxy hóa của cơ thể nữa ok xin mời trình bày à. thì 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 cái có một cái tạp chí nữa nó tên là antioxidants chuyên về chuyên nghiên cứu về chống oxy hóa thôi thì người ta mới lấy mẫu xét nghiệm máu á, người ta phân tích 30 cái ba hơn 30 cái thông số của xét nghiệm máu liên quan đến uh, liên quan đến uh, đến các bệnh viêm nè, liên quan đến căng thẳng về oxy hóa, liên quan đến uh, uh, căng thẳng về tâm lý uh, và liên quan đến cái còn một còn một cái nữa em 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 không nhớ hết thì sau khi mà phân tích như vậy ở hai đối tượng là 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 công nhân luyện kim á và nhân viên văn phòng thì cái kết luận á nó em nghĩ là mọi người cũng đều đã biết rồi nó gần như trở thành common sense rồi, có nghĩa là nhân viên văn phòng cái người ít vận động đặc thù công việc ít vận động á, người ta có nguy cơ cao hơn rất nhiều so với những người những người lao động phổ thông à, liên quan đến các bệnh về chuyển hóa đường và 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 lipid chuyển hóa đường và mỡ đó thì cái điều này nó dẫn đến là cái nguy cơ tim mạch và ung thư cao nhưng có một cái nữa cái này nó không nằm trong kết luận của cái bài nhưng mà cái này nó amaze em nó làm em rất là surprise có nghĩa là nhân viên văn phòng mặc dù cái nguy cơ thấp hơn là lao động phổ thông nhưng người ta vẫn có một cái nguy cơ liên quan đến các bệnh mà gây viêm và căng thẳng liên quan đến quá trình oxy hóa ừ. đó có nghĩa là nhiều khi nhiều khi là trong có một số những cái nồng độ những cái hợp chất đó mà mà thể hiện cái sự viêm của cơ thể á thì em nếu mà giải thích ra thì nó rất là dài dòng nhưng mà ngoài cái chuyện không mình là đau lưng uh, bị chỉ nữa có rồi uh, Thờ, một cái bệnh không sang nha nhưng mà bị rồi, đó tại ngồi quá nhiều rồi rối loạn chuyển hóa mỡ và và đường gây đến bệnh tim mạch thì mình vẫn có một cái phần trăm một cái phần trăm nguy cơ bị các bệnh mà gây viêm và cái stress nó không phải là stress về tâm lý mà là nó stress liên quan đến cái quá trình oxy hóa của cơ thể liên quan đến metabolism trao đổi chất của cơ thể nữa thì kết luận lại một điều là nó liên quan đến lối sống uh, eating habit là ăn 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 uống và tập thể dục thì chúng ta hoàn hoàn toàn có thể ngăn chặn được những cái nguy cơ này bằng bằng việc tập thể dục và ăn uống điều độ nó rất rất là quan trọng yeah. luôn á. Trời quá nhiều bài báo quá nhiều. Thì quá ta. Quá nhiều ừ. đúng là một người làm khoa học đọc quá nhiều. À, tại vì làm cái này nên mới đọc bình kiểu. <laughs> hay mà ừ. nó hay luôn tại vì nó 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 kiểu sáng mắt ra. Yeah. Tỉnh đi, tỉnh đi. Dương Văn Phòng nè. Tưởng là sướng ừ. lắm hả? Bệnh không mà bệnh. Em thấy nhiều khi Dương Văn Phòng còn bệnh nhiều hơn mấy cái khác nữa. Lâu lâu em lên tàu em thấy buổi sáng ừ. có một chị đi làm Xách theo cái thảm yoga. Em thấy chị đỉnh. Wow. Wow. Xách theo cái thảm yoga để 12 giờ trưa, nghỉ trưa hay gì. Đi ngủ giống em thì người ta tập yoga. Trời đất ơi, quá hay, đỉnh hay, chưa? Hay, hay, hay. Hay á. Hay. Hay mình hy vọng là cái bài báo của trung tâm đã có thể cho mọi người một cái uh, lời khuyên là mình phải uh, chăm chút cho sức khỏe của mình hơn không phải là chỉ sức khỏe tinh thần không nha Dạo gần yeah. đây thì mọi người hay nghiêng về những cái như là bị bệnh stress là mindfulness là mọi người mọi người hơi khe um. quá nhiều về cái sức khỏe tinh thần trong cái thời hiện đại á, mà vô tình mình đẩy cái sức khỏe uh, vật lý hả à, kiểu physical health đó mình đi qua một bên á. Đúng rồi, physical. Yeah, nên là nhiều khi cái physical health nó lại cũng giúp ích cho cái mental health luôn À, mình sẽ bàn về cái này ừ. ở trong cái tập tiếp theo nha à, cảm ơn mọi người wow. cảm ơn mọi người đã uh, có rất là nhiều những cái thông tin rất là thú vị ở cái tập này à, nếu như các bạn uh, yêu thích những cái thông tin trên thì giúp mình uh, thả một cái like vô một trong những cái nền tảng mà mọi người đang nghe và share rộng rãi cho mọi người biết nha mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong tập năm à, mình sẽ cùng bàn tiếp những khía uh, cạnh khác mà chỉ có Dương Văn Phòng mới biết bye bye ok bye bye mọi người